Hello, xin chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay Bình Huỳnh đang ngồi đây tại tiệm nail của Bình Huỳnh nè. Ngày nào Bình Huỳnh cũng vậy đó, ngày nào sáng ra thì lo công việc gia đình chút xíu rồi Bình Huỳnh chạy ra tiệm. Ở đây Bình Huỳnh cũng ngồi nghe điện thoại rồi sinh hoạt với lại các anh em ở đây. Thường thường á, cái ngành nail này đó các bạn biết là trước cái ngày lễ của cái ngày mà July 4 đó, ngày 4 tháng 7 đó, thì nail rất là đắt. Nhưng mà sau cái ngày lễ rồi đó thì nail vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà nó không có đắt, nó không có bận rộn và busy như là khách hàng gọi tới liên tục và người ta ngồi chờ. Nhưng mà đến qua cái ngày lễ thì cũng tùy theo tiệm, có nhiều tiệm có khách đông, nhiều tiệm khách cũng lai rai sinh hoạt. Thì hôm nay Bình Huỳnh đến đây cũng gia ý ngồi chia sẻ cuốn video đến với đại gia đình của mình trong kênh YouTube và mỗi ngày vậy đó các bạn. Trong cái sinh hoạt của Bình Huỳnh chỉ có đơn giản vậy thôi, sáng ra tiệm nail rồi chiều về phụ với gia đình với bà xã. Công việc thì nó cũng hơi bận rộn một chút xíu, nhưng mà do Bình Huỳnh sắp xếp được cái thời gian mà để sinh hoạt ở đây, rồi Bình Huỳnh chạy tới chạy lui với công việc với gia đình, thì Bình Huỳnh cũng cố gắng dành xíu thời gian để chia sẻ là làm cuốn video này để gửi đến đại gia đình của mình trong kênh YouTube cho vui mỗi ngày. Bây giờ mời đại gia đình của mình xem sơ một vòng trong cái sinh hoạt của anh em Bình Huỳnh một ngày ở trong tiệm nail như thế nào nha. Sao hôm nay Bình Huỳnh quay bằng cái điện thoại cho nên cô chú anh chị cũng thông cảm mà ánh sáng và video đó cũng không có được chất lượng mấy, nên mọi người cũng thông cảm nha. Đó, nếu mà cô chú anh chị như các bạn mà biết là Bình Huỳnh làm cái ngành nail rồi đó thì có nhiều mọi người biết, còn các thành viên mới đăng ký kênh mà chưa biết nghề chính của Bình Huỳnh làm về cái gì thì hôm nay Bình Huỳnh cũng review sơ chút xíu để cho mọi người thấy là cái nghề chính của Bình Huỳnh là ngành nail đây. Và các em đang làm chân, cái này gọi là pedicure. Khách hàng tới thì thường thường là hai ba tuần họ ghé một lần để người ta làm đẹp lại cái chân, làm sơn lại rồi làm sạch sẽ. Đây bà, các bạn thấy cái chậu nước sơn mới của Bình Huỳnh đây nè. Đây là một cái chậu nước sơn này, đó là người em bạn của Bình Huỳnh đó. Họ bán tiệm furniture về cho chuyên về cái ngành nail, bàn ghế như tủ tất cả các thứ đó. Như đây là những người em rất là thân tình. Rồi ra tiệm chơi là thấy Bình Huỳnh cũng cần những cái trệ nước sơn thêm để mình bỏ nước sơn đó các bạn. Thì người em tặng cho mình cái này rất là hiệu quả, mình rất là thích thú để nó giải quyết và nó chứa đựng được nước sơn rất là nhiều. Cái này là Trinh đang làm cái gì cho khách vậy? Dạ em đang làm dip anh. Dip hả? À, cái này là bột màu đó các bạn. Thì bên này họ gọi là dip. Nhúng bột đó chị. Nhúng bột xong cái mình làm cho khách hàng vậy đó. Nhưng mà được cái là cái dip này đó, nó last rất là long. Last nó nghĩa là mà họ đeo được trong vòng 3 tuần lễ. Thường được 3 tuần em ha. Dạ. Rồi khách hàng trở lại. Trinh đây là những người thợ rất là giỏi. Còn đây là làm móng tay giả nè. Móng tay này mình đắp bột lên đó. Có nhiều khách hàng người ta muốn cái móng tay nó dài. Giỏi lắm. David thì chắc lẽ các bạn cũng thường hay thấy trên video mà lâu lâu Bình Huỳnh có review về nail đó. David rất là giỏi về cái ngành này. Đây cũng là trong những người em coi như là thân tình với Bình Huỳnh như rất là lâu. Hôm nay cô ta sơn màu gì vậy em? Vẽ the friend. Cô ta vẽ friend hả? You do the white chip today, right? Yellow flower. Yeah.
Perfect. So you want to make a design your nail today? Yes. Cool. Còn cái khu vực này đó các bạn thì mình làm wax. Có nghĩa là làm eyebrow đó, cái thang đó. Làm nhổ lông mày rồi lip, lip gọi là nhổ ngay chỗ cái râu đó. Đó. Rồi trong phòng này đó thì khách hàng làm wax, cũng làm wax luôn, nhưng mà làm cho người phụ nữ mà người ta đòi hỏi những cái dạng đặc biệt á. Ở đây mình có không có tiện nói lên video thì cũng phải có phòng cho khách hàng như thế này. Có nhiều cô khách hàng thì đòi hỏi design rất là cầu kỳ, còn có nhiều cô thì thích cái design cái đơn giản vậy thôi. Em ha. Yeah. Mùa hè thì người ta hay làm mấy cái bông hoa nhỏ nhỏ. Người khách hàng đến á thì họ thường hay đến cái khu vực này để lựa nước sơn. Mình phải lựa nước sơn cho nó đầy đủ như vậy đó các bạn. Nước sơn càng nhiều càng tốt, khách hàng rất là thích. Họ có quyền lựa chọn đủ màu sắc và đủ của các hãng nữa. Thường thường mình thấy là khách hàng thích nhất là OBI là trong những cái nước sơn mà nổi tiếng ở tại bên Mỹ mình, thì hầu như là khách hàng mình thấy là vô chọn OBI thì nhiều. Rồi D&D cũng vậy. D&D thì hiện tại bây giờ là những cái nước sơn này là hầu như là các tiệm nail nào cũng đều dùng. Nói chung là nước sơn thì rất là nhiều, nhiều hãng xưởng. Nhưng mà riêng Bình Huỳnh nữa thì xài D&D rồi OBI rất là nhiều. Rồi các nước sơn khác Bình Huỳnh cũng có, nhưng mà một số ít thôi. Đây là cái bàn tay này đã hoàn thành rồi đó. Đó. Như vậy đó là bao nhiêu tiền đó em? Dạ, bộ này em lấy khách 50. 50 đồng. Tính là tiền Việt Nam là 1 triệu em ha. How you like it? Cái thằng rất là vui vẻ khi mà họ đến làm cái bộ tay. Ở xứ này cũng vậy đó các bạn, phụ nữ thường thường là cái niềm vui của họ là chỉ có làm tay chân, rồi mỗi 2-3 tuần họ đến một lần. Hello, hi, how are you? Good, how are you? Good. This is my regular customer for a long, long time. So how's your daughter? She's good. She's good. Everybody loves hot nails. Mm-hmm. Thank you. Best in the neighborhood. Yes. Best on the north side. Right. Cô này quay trở lại làm nail. Cô này là khách hàng của mình lâu năm lắm rồi. Đó, rồi hôm nay tới đây quay trở lại làm. Trước khi làm bộ mới đó thì cô em đang ráp cái tay cho khách hàng kiểu này đó. Mình gói nó lại để chờ tầm khoảng 15 phút. Thì khi cái bột của cái dip này đó, nó sẽ, nước sơn nó sẽ nhả ra hết, thì mình sẽ làm lại một mới cho cô ta. Đấy. Thank you. Có lẽ các bạn quen thuộc với lại cô em của mình đang ngồi làm chân đây là Nhung. Nhung rất là giỏi về vấn đề ngành nail này luôn. Anh em hợp tác với nhau cũng rất là lâu rồi. Nhung lâu lâu lên video, đang quay phim này Nhung nè. Hi, xin chào mọi người. Mọi người khỏe không? Anh đại diện cho mọi người nói là khỏe không? Khỏe. Hôm nay là ngày 7 tay mà anh nói trong video là ngày 8 tay. Mình phải nói lộn nha. Nhung rất là siêng năng, giỏi giắng. Nếu mà các bạn nào đó, mà nhất là các bạn trai nha, ai mà còn độc thân đó, đưa tay lên, mình Huỳnh sẽ làm mai cho. Chịu không Nhung? Nhung cũng đang take care một cô khách hàng quen thuộc đang ngồi trên ghế đây. Đây là, đây là cũng những cô khách hàng mà thường hay tới lui với tiệm của Bình Huỳnh.
Thôi anh không làm phiền em nữa, anh đi chỗ khác nha. Dạ. Chúc em làm việc vui vẻ, hả? Ok. Oh yeah, I think that. Trinh chuẩn bị làm gì đó. Yeah, em làm chân cho tại vì tiền của Bình Huỳnh lấy theo khách hàng đó, cho nên các em ở đây như là Bình Huỳnh set up thời gian cũng như là mình book khách hàng, mình lấy khách hàng đó, thì các em vừa xong một cái là khoảng vài phút sau là có khách hàng người ta tới, để cho họ khỏi chờ trực và các em cũng có thời gian để các em làm việc. Mỗi khách hàng đó của chú là mình phải có một cái plastic đó, gọi là cái bao ni lông, mà cái này mình phải mua từ supply luôn nha. Trong một cái thùng của nó là thường thường nó có được 200 cái bịch ni lông như thế này nè, để mình thay cho mỗi khách hàng, để mình tránh những cái tình trạng coi như là mình giữ vệ sinh cho khách hàng. Bắt buộc những người khách hàng nào mà khi mà bước lên ghế mà ngồi làm chân thế này đó là mình phải có một cái lớp bao ni lông ở ngoài, và sau khi làm xong rồi đó thì cái bao ni lông này mình sẽ bắt nó đi và clean up, lau chùi một cái bồn sạch sẽ để mà mình tiếp tục làm cho người khác. Hầu như các cô chú anh chị cũng như là các em ở bên Mỹ thì hầu như làm ngành nail cũng nhiều, các em cũng biết hết cái này rồi. Nhưng mà các cô chú anh chị ở Việt Nam cũng như là các bạn ở các nước khác đó không có làm theo cái cách này đó, thì nếu mà mình làm nail thì mình làm cái cách này tốt hơn, khách hàng người ta rất là thích, bởi vì mình bảo vệ cái vệ sinh tuyệt đối cho khách hàng. Người khách hàng đang chuẩn bị nói về cái bộ nail mới chuẩn bị làm, rồi cô em tư vấn cho khách hàng làm những cái gì nó đẹp hơn và nó theo ý của khách hàng. Đó, các bạn khi nãy giờ thấy Bình Huỳnh cũng view sơ qua những cái công việc về cái ngành nail ở đây để cho cô chú anh chị cũng như các bạn biết thêm về cái ngành nail. Cái quy củ ngành nail ở xứ Mỹ này đó các bạn, thì thứ nhất là tùy theo cái tiểu bang nữa, thì có tiểu bang rất là khó, rồi có những cái tiểu bang rất là dễ. Nhưng mà khó dễ gì đó thì cái quy củ của cái quy luật của cái tiệm nail ở bên Mỹ này đó thì mình phải tuân thủ theo. Trong từng cái tiểu bang cũng như là state board họ đưa xuống những cái gì về cái ngành nail, tất cả vấn đề vệ sinh rồi phục vụ cho khách hàng rồi tất cả các thứ đó thì mình phải đi theo cái quy củ đó để làm. Thứ nhất là mình tránh được cái tình trạng là lâu lâu đó, các bạn biết là trong cái ngành nail này mọi người cũng biết rồi là ở đây thường xuyên ví dụ như là lâu lâu họ cũng đi đi xét những cái tiệm nail. Thứ nhất là xét để xem coi thử ở đây vấn đề vệ sinh và tất cả các thứ có đầy đủ chưa, và thứ hai nữa là cái quy luật về tất cả những người thợ nail thì có bằng cấp chưa. Ở đây mình đi làm nail là phải cần cái bằng cấp, phải có bằng nail đàng hoàng mới được đi làm. Còn nếu mà mình ở đây mà không có bằng nail đó thì mình làm vậy đó thì nó bị, khi mà người ta sẽ khám xét đó mà mình không có bằng nail đó thì tất nhiên cái tiệm đó sẽ bị phạt vạ. Đó là sẽ bị phạt một lần và cảnh cáo, nếu mà lần thứ hai mà tái phạm đó thì nó sẽ đến những cái hình phạt lớn hơn nữa. Cho nên lúc nào cũng vậy, mình làm những cái ngành, bất cứ cái ngành gì ngoài trừ ngành nail, nhưng mà riêng mình làm ngành nail đó thì tất nhiên mình tuân thủ theo những cái luật pháp của mỗi tiểu bang. Cho nên khi mà mình đã tuân thủ theo đầy đủ những cái luật pháp của tiểu bang rồi đó thì mình cũng không còn lo ngại gì, chủ yếu là mình tập trung vào làm. Quan trọng nhất là mình phục vụ khách hàng làm sao để mà khách hàng còn đi tới đi lui ở cái tiệm của mình, và có thể họ thọ còn giới thiệu thêm bạn bè nữa. Nên tiệm nail của Bình Huỳnh ở đây thì cũng khá lâu rồi các bạn, cho nên vấn đề khách hàng của Bình Huỳnh
có người nhiều lúc đó, họ ở đây lâu, người ta đi bu tới chỗ này chỗ khác, rồi có người mới khác. Nhưng mà thực chất ra thì những người khách hàng cũ ở đây, nhưng mà những người mà neighborhood cũng như là xung quanh cái khu vực Bình Huỳnh ở đó, thì hầu như là mọi người đều đến trở lại tiệm của Bình Huỳnh. Như thậm chí các bạn biết, những người mẹ mà dẫn một đứa con tới đây lúc tầm khoảng 2 tới 3 tuổi thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ con người ta đã lớn, đi vô học high school, học trung học, rồi học đại học, trở về đây luôn. Là các bạn biết là cái tiệm nail của Bình Huỳnh ở đây rất là khá lâu rồi. Rồi có nhiều em cháu thường thường hay hỏi chú Bình là cô có hay ra tiệm nail làm nail không? Thì hôm nay sẵn dịp như vậy đó thì Bình Huỳnh cũng xin chia sẻ luôn là ngày xưa đó bà xã trúc trực ở đây một tuần thậm chí 6 ngày đến 7 ngày luôn. Nhưng mà thời gian gần đây, từ khoảng 4 năm trở lại đây đó, thì Bình Huỳnh cho bà xã nghỉ ngơi bớt ở nhà để tiếp quản công việc gia đình. Rồi sau thời gian Bình Huỳnh có một thành lập cái kênh YouTube đó, thì hai vợ chồng ở nhà đó là cái thú vui. Rồi bà xã làm thêm những cái bán hàng trên online, rồi làm theo những công việc bà xã rất là thích thú. Nên kể từ đó thì bà xã ở nhà và đồng thời take care gia đình, chỉ có Bình Huỳnh đi hay đi tới đi lui với tiệm nail thôi. Và công việc của Bình Huỳnh làm thì chỉ có vậy thôi các bạn. Nhất là ví dụ các em ở đây mà cần một bất cứ một cái gì mà các bạn thì thường biết rồi, như các anh chị em, như là cô chú anh chị ở bên Mỹ này đó, mình làm chủ một căn tiệm nail á, một căn tiệm nail lớn hay là nhỏ gì thì mình cũng rất là vất vả về cái công việc của mình. Ví dụ như là nó không phải là nó cái công việc nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều lúc các bạn biết đó, nó bận rộn như thế này nè. Ví dụ như là tiệm nail nó hết cái này hết cái kia, nước sơn rồi tất cả các thứ, rồi lâu lâu những cái ghế nó bị hư, rồi lâu lâu những cái máy giặt nó bị hư, cái máy sấy nó bị hư, rồi nói chung là nó những cái chuyện lặt vặt thì nó đến liên tục. Cho nên mình mỗi lần mà khi mà cái vấn đề bị trục trặc đó thì các em mình không có tiền, các em gọi điện thoại cho Bình Huỳnh, thì Bình Huỳnh có mặt ở tiệm liền để Bình Huỳnh cố gắng để tranh thủ giải quyết những cái công việc đó để các em có mà để mau phục vụ khách hàng hơn. Ví dụ như là cái máy ga, cái máy giặt vừa rồi vậy đó, Bình Huỳnh vừa về Việt Nam xong vừa qua lại bên Mỹ, một ngày thứ nhất, một ngày thứ hai là cái máy giặt nó bị hư mất. Các em mới gọi, anh ơi cái máy giặt của mình bây giờ bị hư rồi. Ok, rồi Bình Huỳnh chạy ra xong xuôi cái là thấy máy giặt hư là mình chạy đến tiệm bán máy giặt, mình lập tức mua lại một cái máy giặt liền. Nhưng các bạn biết là nó hơi bị trở ngại cái này, là bây giờ mình mua đó là không phải trong một ngày là có cho mình liền đâu, mình phải chờ tệ gì at least á, trong vòng một tuần lễ rồi họ mới delivery, họ mới đem giao hàng tới cho mình. Cho nên trong cái thời gian đó đó các bạn, trong cái thời gian mà chờ khách ra để mà người ta đem cái máy giặt đến cho Bình Huỳnh đó, thì cũng rất là mến, cũng rất là may mắn là cái máy giặt nó còn quậy được, nó còn chạy được, nhưng mà ráng nó kêu vậy thôi. Rồi các em cũng ráng gồng gánh để giặt cho đến cái ngày mà người ta dây vào cái máy giặt mới tới. Nên công việc đó rất là vui. Và cũng như là nước sơn hay là những cái vật lặt vặt gì mà cái supply của ngành nail đó mà nó bị thiếu đó, thì các em cũng phải gọi cho Bình Huỳnh, anh ơi có nhiều lúc mà không có mặt Bình Huỳnh ở đây đó, thì những ngày nghỉ các em có thể là tự động đi mua để giúp cho Bình Huỳnh, cũng như là quán xuyến những cái đó cho Bình Huỳnh. Nhiều lúc nào mà các em bận rộn quá thì các em gọi cho mình, lúc nào mình cũng nếu mà mình ở đây không có đi đâu á, ở tại Chigo đó, thì mình tiếng đồng hồ sau là mình có mặt ở tiệm liền để phụ các em và để làm những cái công việc mà các em yêu cầu. Thôi vậy thôi các bạn, hôm nay Bình Huỳnh lên đây cũng chia sẻ video ngắn ngủi đến với đại gia đình của mình hôm nay, chia sẻ về cái ngành nail cũng như là theo cái yêu cầu của các em trong kênh YouTube, nói chú Bình ơi lâu quá chú không có ra tiệm nail để quay cái cảnh tiệm nail chị em ở đây sinh hoạt cho vui. Thì Bình Huỳnh cũng cố gắng đáp theo những cái nhu cầu của cô chú anh chị cũng như là
các em cháu trong kênh YouTube của Bình Huỳnh. Trước khi Bình Huỳnh xin chào tạm biệt video ở đây, cho Bình Huỳnh gửi lời cảm ơn hết tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube của Bình Huỳnh suốt thời gian ủng hộ vợ chồng, cũng như là follow cái kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh, là ủng hộ từng những cuốn video mỗi ngày trong những cái câu comment mà rất là ấm áp. Cho nên từ đó Bình Huỳnh có thêm những cái động lực để mà cố gắng chia sẻ câu chuyện đời thường mỗi ngày đến với đại gia đình của mình. Thôi Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc tất cả đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.